Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng nay, ngày mùng 10 tháng 4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu thiếu tướng, cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vợ chồng ông Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tòa án đưa ra xét xử về các tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Đình Đương, tri cục trưởng tri cục thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ. Tám người còn lại, trong đó có giám đốc một số công ty bị đưa ra xét xử về hai tội, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày mùng 10 đến 12 tháng 4. Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2021, Ông Đức và vợ đã lập quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tháng 10 năm 2022, biết tin công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về công ty, ông Đức bỏ trốn và dặn vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca để nhờ tháo gỡ. Vợ của ông Đức là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh tìm đến nhà ông Ca tại xã Kinh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để trao đổi về việc cháu của mình là Trương Văn Nam đã bị bắt và công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra công ty của gia đình. Qua trao đổi, được biết doanh số bán ra của công ty Thái Bình Dương là khoảng 200 tỷ đồng. Dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đức, nhưng ông ca vẫn yêu cầu chuẩn bị số tiền 10% doanh thu bán ra của công ty cùng một số tiền tiêu cực phí khác để lo việc. Trong thời gian từ cuối tháng 10 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, vợ chồng ông Đức đã có 4 lần đến gặp để đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca lo việc chạy án. Cụ thể, Lần đầu vào ngày 31 tháng 10 năm 2022, Ngọc Anh mang 10 tỷ đồng đến nhờ ông ca giúp chạy tội cho Đức và được đồng ý. Khoảng một tuần sau chưa thấy thông tin tích cực nào, Đức mang tiếp 5 tỷ đồng đến gặp ông ca nhờ chạy án. Lần thứ ba, vào ngày 11 tháng 11, khi thấy cơ quan điều tra vẫn tiếp tục việc thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình, nên vợ chồng Đức quyết định đưa thêm 15 tỷ đồng cho ông ca để lo chạy tội và được ông ca dặn cứ đi về để ông lầy no. Lần thứ tư, nhận thấy việc chạy án vẫn chưa có kết quả, nên Đức giao vợ tiếp tục mang thêm 5 tỷ đồng đến đưa cho ông Ca vào ngày 1 tháng 12. Quá trình điều tra, ông Đỗ Hữu Ca khai, vợ chồng Đức từng đến nhà riêng gặp và thông báo việc công ty đang bị điều tra. Vợ chồng Đức từng 4 lần mang tổng số tiền 35 tỷ đến để ở nhà ông Ca. Tuy nhiên, Ông ca không thừa nhận việc nhận số tiền trên để chạy tội cho Đức, mà số tiền này do Đức cùng vợ chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ ở tầng 1 nhà ông ca. Ông ca khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đức và cũng không tác động sử dụng số tiền trên để chạy tội cho Đức. Theo cơ quan truy tố, ông Đỗ Hữu Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỷ nhận từ vợ chồng ông Trương Xuân Đức. Trước khi phiên tòa diễn ra, nhiều cơ quan nơi ông Ca từng công tác và địa phương nơi cựu tướng công an sinh sống có đơn gửi đến tòa án tỉnh Quảng Ninh xin giảm nhẹ cho ông, trong đó có hội luật gia thành phố Hải Phòng, công an thành phố Hải Phòng, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Thủy Nguyên. Trong đơn gửi đến tòa, công an thành phố Hải Phòng cho biết, ông Đỗ Hữu Ca khi còn công tác đã đạt nhiều thành tích như triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, được nhân dân yêu quý và tin tưởng. Trong đơn Công an Hải Phòng cũng liệt kê ông Đỗ Hữu Ca đã được tặng hưởng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen của thủ tướng, danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng, từ đó công an Hải Phòng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với ông Ca. Ngày 9 tháng 4, thông tin tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 15, khóa 11, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, giám đốc công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn nổi lên tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, trong đó có vụ mất hơn 171 tỷ đồng ở huyện Nhân Trạch. Theo thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, trong vụ việc này các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn quá cũ xuất hiện từ cả chục năm trước, trong số hơn 100 kịch bản các đối tượng lừa đảo hay sử dụng, nhưng người trong cuộc không cập nhật thiếu cảnh giác. Thông tin trên được đăng tải trên báo Nhân dân. Thủ đoạn lừa đảo mà tội phạm hay dùng nhất là giả danh công an, cán bộ thuế rồi liên lạc qua điện thoại để xử lý thông tin tố giác tội phạm. Do đó, khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo tương tự thì mọi người phải lập tức báo cho cơ quan công an không để các đối tượng lợi dụng. Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo lấy đi hơn 171 tỷ đồng trong tài khoản đoàn công tác yêu cầu tỉnh ủy Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân, đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Trước đó, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức vào ngày 26 tháng 3, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc nữ chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo số tiền lớn trong tài khoản. Theo đó, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin về vụ việc và đơn vị chức năng của Bộ Công an đang cùng công an địa phương tích cực điều tra làm rõ. Theo thông tin bước đầu từ cơ quan chức năng, nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và tự xưng là người của cơ quan bảo vệ pháp luật, sau đó nhóm này thông báo bà Nguyễn Thị Giang Hương có liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật, nhóm lừa đảo yêu cầu bà Nguyễn Thị Giang Hương mở tài khoản để chuyển tiền rồi nhanh chóng xâm nhập vào tài khoản của bà Hương để lấy tiền. Liên quan đến vụ việc anh TVQ, 25 tuổi, quê quán Quảng Bình, tạm trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, bị bạn đâm tử vong do mâu thuẫn trên bàn nhậu. Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Long, 24 tuổi, ngụ đường Yên Bái, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, Long hiện đang làm việc trong lĩnh vực IT, công nghệ thông tin. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông mặc trang phục giống trang phục của lực lượng công an và ẩn ý cho rằng đây là hung thủ gây ra vụ việc. Điều này đã làm nổ ra những đồn đoán không hay trên mạng xã hội. Thông tin trên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ giao các phòng đơn vị nghiệp vụ xác minh sự việc và có thông tin cụ thể. Vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 6 tháng 4 vừa qua long và quy cùng ba người bạn đến ăn nhậu tại quán ăn trên đường trưng nữ vương quận hải châu trong lúc ăn uống long và quy xảy ra mâu thuẫn hai bên cãi nhau xô sát long đập vỡ vỏ chai bia rồi cầm phần vỏ chai thủy tinh vỡ tác động vào vùng cổ của quy cú đâm khiến quy mất nhiều máu gục tại chỗ và tử vong công an quận hải châu cho biết long chưa có tiền án tiền sự long và quy là bạn học vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm thuộc đoàn luật sư Hà Nội, người được ủy quyền đại diện cho gia đình anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi quê Ninh Bình, tạm trú thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tử vong sau khi làm việc với công an huyện Long Thành Đồng Nai, làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, luật sư Thơm là người bảo vệ quyền lợi cho gia đình anh Đức trong suốt quá trình giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Luật sư Thơm cho biết, Bước đầu tôi đã làm việc với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và nộp đơn theo đúng quy trình thủ tục. Hiện cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện Long Thành để điều tra. Trước đó, gia đình anh Đức nhận thông báo của cơ quan huyện Long Thành, nội dung là việc khiếu nại của gia đình anh Đức thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Vì vậy, công an huyện Long Thành đã chuyển tố giác kèm theo tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để giải quyết. Như đã đưa tin, sáng ngày 22 tháng 3, anh Đức đến làm việc với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, anh Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo giấy báo tử của Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm, đùi phải trái. Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đình chỉ công tác đối với Đại úy Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và điều tra viên Lưu Quang Trung, cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Long Thành đây là hai cán bộ triệu tập và làm việc trực tiếp với anh vũ minh đức